Nếu anh chị muốn thay đổi cho con thì đầu tiên anh chị hãy thực hành lòng biết ơn với con mỗi ngày. Và cái cú pháp viết lòng biết ơn á, thì Lý nó hướng dẫn cho các anh chị những cái video trước rồi. Các anh chị nào cần hay là chưa biết thì hãy nhắn tin trực tiếp cho Lý nha. Và hãy thứ hai là anh chị hãy thay đổi cái ngôn từ tích cực một chiều. Ví dụ như là con các anh chị đang khóc mà các anh chị nói là đừng khóc nữa, con đừng khóc nữa. Đó, thì tiềm thức nó không, nó giống như chị Google, nó sẽ không có hiểu được cái từ không, nó chỉ nắm bắt được cái từ khóa thôi. Thế nên là để cài đặt cái tiềm thức, để cài đặt cho con á, thì mình phải biết sử dụng cái ngôn từ tích cực một chiều. Và để cài đặt cho con những cái niềm tin, những cái điều mà mình mong muốn á, thì ngay cái lúc mà con mình nó siêu ngủ thì mình hãy nhìn vào con và mình nói cho con mình nó nghe những cái điều mà mình muốn. Và Lý cũng có một cái bài thôi miên, nếu như các anh chị nào mình không muốn nói thì mình có thể đưa cái vào trước khi cái lúc mà bé đang siêu ngủ. Và cái câu á, là như vậy, các anh chị có thể ghi lại rồi mình đọc lại. Cha mẹ rất là biết ơn con vì con là đứa trẻ thông minh, hiếu thảo, tự tin. Là con trai hay con gái thì mình nói ra là con trai của tôi rất mạnh mẽ, con lớn lên trong sự yêu thương quý mến của ông bà cha mẹ. Khi con đến trường, con là một đứa trẻ, một học sinh rất ngoan, rất thông minh. Con luôn đạt thành tích xuất sắc mỗi năm. Và con biết tự học, tự đọc sách, tự phát triển bản thân. Và nếu như con của các anh chị nó còn nhỏ thì mình có thể nói là con biết tự ăn, tự uống, tự chăm sóc bản thân. Và con luôn luôn tỏa sáng và truyền cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa. Con được thầy cô, bạn bè yêu thương, quý mến và giúp cho con phát triển toàn diện về mọi mặt. Và để con có những cái điều mà các anh chị mong muốn thì các anh chị phải là người làm gương trước. Vì con mình là bản sao của mình, nó là một tờ giấy trắng. Anh chị làm gì thì nó sẽ làm theo cái đó. Anh chị học gì thì nó cũng sẽ học theo đó. Anh chị làm gương thì nó mới làm theo như các anh chị. Nên các anh chị phải rèn giũa mình trước, rèn giũa mình để trở thành một con người có giá trị đúng nghĩa. Thì con của anh chị lớn lên, nó sẽ ngưỡng mộ anh chị và nó sẽ đi theo, nó sẽ làm theo các anh chị. Và các anh chị có ngưỡng mộ cha hay là mẹ của mình không? Thì chúng ta phải có những cái đức tính mà chúng ta muốn con mình nó có, thì chúng ta phải có trước và chúng ta phải làm gương trước. Và yếu tố vô hình nó sẽ tạo nên cái yếu tố hữu hình. Và một quả táo thì không bao giờ rơi xa gốc. Và Lý được học những cái kiến thức này thông qua câu lạc bộ doanh nhân. Thì các anh chị nào muốn trao dồi thêm những cái kiến thức về dạy con, hay là kiến thức về kinh doanh, kiến thức về bán hàng, kiến thức về quản lý tiền, thì các anh chị hãy comment là tôi đăng ký để Lý mời các anh chị vào trong nhóm cùng Lý rèn luyện anh chị nha.